Dạ, Xuân Dũng mến chào quý cô chú chị, quý vị khán giả và các bạn thân mến. Ngày hôm nay, Xuân Dũng nhận được một lời đề nghị của một mạnh thường quân đến từ Hoa Kỳ, đó là chị Ly đến từ California. Chị muốn nhờ qua Xuân Dũng trao tận tay cho em Thái Salem số tiền 2 triệu đồng. Vâng, và hôm nay Dũng cũng đã đến đây gặp em Thái Salem. Và mọi người xem thử phản ứng của em Thái Salem như thế nào sau khi nhận được 2 triệu đồng của chị Ly ở California nhé quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. À, thưa cả nhà, thưa quý vị, Xuân Dũng gặp em Thái Salem ở đây và muốn vào đây để tặng cho em một ít tiền á quý vị. Hello bà Lem. Trời ơi, đi đây, đi đây. Hả? Vô tặng tặng quà mà. Đi đây. À, đi đây hả? Ôi. Sorry, sorry. Đi đây đi. Xong rồi ra nhận tiền nha. Nè. Đây đây, đưa tiền đây. Ờ trời ơi, cưng quá à. Bà Lem cưng quá à. Anh nói nhận tiền đây, tiền đây. Ở đây có nè. À, nhưng mà để nói trước khi mà kinh anh phải nói cho bà Lem biết nha. À, có một cô đó tên là Ly. Cô Ly ở bên California, Mỹ á. Từ từ để nói cho đã. À, để em nói cho chị nghe nè. Tức là cô Ly ở California, Mỹ gửi cho Lem 2 triệu nè. Lem. Rồi rồi. Từng tờ một nha, để cho cô thấy nha. Từng tờ một nè. Trời ơi. Nè nè nè. 500 nè. Rồi. Nhiêu rồi? Nhiêu rồi? 500 ha. Rồi 500 đây nè. 500. Là bao nhiêu rồi? Là 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Rồi. Này là cho con phải không ạ? À. Chứ con có mượn nha. Cho. Dạ dạ. Tại vì á mấy hôm á là em quay chị Lem lên á là cô thấy thương quá. Ông được kêu con bằng chị. Bằng chuyện gì? Thôi ông đưa ông bà đi, bà Lem đi. Cho liền đi. Sao con người kỳ quá. Rồi. Đó ở trên trời con người nguyện sao là ông trời Phật cho liền cho. Nhiêu rồi? 1,5 triệu. Thì tại vì cái này là cho chứ con có mượn à. Cho rồi. Trời Phật cho là cho liền chứ không khi nào nhấp. Ồ, ông giống chú là thợ phi của Long An quá. Con đi liền thôi. Cái này là cho chứ không có. Ờ cho đó, cho 2 triệu. Rồi. Ông là một cái anh xã hội là con đi thôi. Thưa nhà, sau khi mà cho 2 triệu xong thì Salem có lẽ rất là vui cả nhà. Đấy, mọi người thấy không? Đó. Salem ơi. À cho. Ở bên này cô bắt luyện quạt rồi. À vậy hả? Ừ, luyện cho nó đi luyện vô nha. Không, cái quạt này cái quạt riêng của con cho nên con phải luyện rồi. Vậy hả? Dạ, con mới làm hồi tối à. Vậy hả? À còn cái quạt sau xe đó kìa. Cái quạt nó của ông riêng mà. Tặng đó. Ủa? Con là riêng mà. Mà cái quạt đó là luyện cái gì vậy? Quạt đó luyện gì không? Cái quạt đó dành cho những người cộng công như con vậy nè. À cộng công vậy hả? Đâu phải ai cũng xài được quạt lông đâu. Vậy hả? À. Salem ơi, 2 triệu đó cô Ly tặng cho Salem. Salem nhớ đưa về cho mẹ với nha. Con cảm ơn nó nhiều ạ. Ừ, về đưa về cho mẹ với. Con đi trước đi không? Con nói chuyện, con vừa đi bộ vừa luyện, nói chuyện hơi mệt. À, vừa đi bộ vừa luyện hả? Thì cứ đi luyện đi cho chú quay. Chú quay. Đó, luyện đi. Đâu có ngu đâu luyện cho quay. Vậy hả? Sợ. Đâu ngu đâu luyện cho quay. Sợ biết bí quyết phải không? Ờ, biết rồi sao? Trời ơi. À, luyện có chừng tẩu hỏa nhập ma nha. Ngồi một chỗ mà luyện đi. Salem, đứng một chỗ luyện coi. Thôi không quay nữa nè, không quay nữa.
yêu đơn phương một người, nên đã chót mang niềm đau cả đời. Dù lòng nào đâu gian dối, cớ sao lời chẳng nói nên câu, để đêm về lạnh giá con tim. Tôi đã cố quên nhưng sao càng buồn, lưu luyến nhớ thương sâu vương được gì. Vì đời mình không may mắn, có yêu người cũng vậy mà thôi, nên cam đành số phận lẻ loi.